Em quản lý cả sâu nhện bọ trĩ gầy gẹp luôn đó anh Dương. Với lại là cái dòng này á, là nó là dạng xông hơi cho nên là nó quản lý được ruồi vàng nha. Đây nó đăng ký ở trên đây luôn nè, nó anh thấy không đó, anh xài combo này nè, để em tính giá cho anh hai phi coi nhiêu nè. Hai phi là 205k đó anh Dương, 205k hai phi 400 lít nước. Cái combo này là một cái nha, là một loại TPG 20. Còn cái thứ hai nữa cái loại thứ hai nữa là anh có thể xài cái chai 0366 bên em nè, Lambada với R-Phenofort, nó cũng là dạng xông hơi lưu dẫn cực mạnh luôn đó. Thì ruồi vàng là bắt buộc mình phải xài những cái dòng xông hơi xua đuổi mới được, là vừa diệt vừa xua đuổi lưu dẫn đó. Thì anh cũng xài cái cặp này gì nè đó. Còn nếu mà anh em không xài cái dạng gói, em có cái dạng cái gốc em